Giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó, ghê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mừng mỡ à. Mấy công vụ em sợ lắm, mà em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Anh nhớ là ăn chứ sao mà ai ngỏ lời ăn trước? Ừ, em phải nói rõ danh phân mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. Để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu. Và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Đó. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của Vạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Dạ. Có nghĩa là lọt sàng xuống nia. Nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng. Dạ, dạ đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều. Nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè. Và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà nó nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá à. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe. Tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh để đem về. Trời hôm nay vợ mới nhớ nè, ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôm, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình, em mua quá trời đồ luôn. Em thử ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn, ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì sao như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó, không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cái kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì nữa. Ráng chịu đó. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV thì không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Thế rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nha nha em hay gì đó. Không có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có phải một cái mốc mốc đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Chống đồng 1-6 là dính nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Sau đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà. Dạ. Mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ đúng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở Rạp Hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng.
Đi đầu bàn sáng vậy. Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Vậy đó hả? Ở đó là nhắc Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng. Mình là ca sĩ trẻ nó mình hát. Rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó. Dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm. Giống như không ai đụng được vô em đâu nha. Nhưng mà thấy ông này hiền á. Cái mình cảm giác là mình tin tưởng được. Là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó. Thì em mới thương. Anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ngỏ lời ăn trước. Ừ, à, em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó, không, nên là một công đôi việc tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Bây giờ lửa gừng rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ em chồng luôn. Em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có 300 ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền. Ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng này, nó bơm hàng em. Trời ơi em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này, chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi trời ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn thôi đó. Dạ, phá bơm hàng em. Và thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói, thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho nên là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui. Bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hồi cái chổi bà vô em luôn đó. Xong rồi cái dập như nè, trời ơi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu không làm luôn. Kêu, không làm luôn, chỉ không cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hột bụi một luôn, nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu bà ơi quét nhà đi, hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ tính hả? Dạ. Cần ha, cọc cần. Dạ, nóng tính, nóng sản. Dạ nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết làm gì. Cái đó là thôi ăn được kêu tuyệt đối luôn. Cái gì dạ. Hỏi nhà bây giờ sao? Bây giờ hơi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi em sợ mà giống như món đó, giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ. Mình cũng muốn
chăm sóc người mình yêu như thế nào. À, tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cơn lắm. Món canh cà trứng em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi đâu, trứng gì đâu gà đúc trứng. Một cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi, em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi, lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe là xong rồi cái em đi chỗ khác. Coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi, mình không muốn muốn tranh luận nữa thì em đi chỗ khác, thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nói nữa. Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là cảm thấy là hay lòng rồi thôi, cảm thấy là chỗ cấp máy là... khóa máy luôn xong dừng em khóa máy luôn đó, em vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn, em đập cửa phòng ở ngoài luôn. Dạ xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa, xong rồi đập cửa phòng luôn, xong rồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá ngày luôn à. Dạ thôi vậy là được rồi, mà bị nhây đó, nói đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, chính xác. Nó không sẵn nói nhây đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có, thật, em cũng có rất là nóng chỉ tính. Có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia nhà lắm thì em ơi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính ba cái. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đó nóng tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè. Khó tính. Dạ đúng rồi. Ba cái. Đâu ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời ơi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em là... nhiều kỹ nha. Đồ em mặc nấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ thiết kế đồ đưa mẫu cho người ta luôn để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn kể công bôi cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu. Đó là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sao học lộ. Vậy đó mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á là coi như là em coi như là fail xong hết, mà về là em là em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi, bây giờ từ em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, ô xin rồi nói chung là chỗ hồi bà hồi là em bà vú ở nhà bà vú chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu rồi ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không, có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, yên chì vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá, ở đây em không biết tối có phòng ở lại. Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên shopping chăm nhiều sóc nhiều cho bản thân mình. Ê, đi đâu á cần nữa. Ủa hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng? Đó bà tự kiếm đi mà. Dạ đúng rồi, em đi đâu như bây giờ em bị quen rồi đó. Em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là vậy hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là
mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai đứa em, hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi, bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Yeah. Ok. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Dễ thương quá. Mời hai người mẫu của chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thành Phước, năm nay 28 tuổi, làm về công nghệ thông tin. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Yến, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai bạn là quen nhau như thế nào và tình yêu của hai bạn bắt đầu từ đâu? Dạ, thì quen nhau thì vợ em là người chủ động làm quen ạ. Cái hôm mà em được vợ làm quen là em đi với mấy người bạn đến cái nơi mà vợ em đang diễn văn nghệ đó. Thì vợ em không biết sao mà chủ động xin số điện thoại và làm quen luôn. Vậy hả? Lý do gì vậy cơ? Phải là do ảnh dễ thương quá, ảnh soái cao quá cho nên là muốn xin số làm quen đúng không? Dạ, lúc đó là em nghĩ như vậy đó. Dạ, tại vì lúc đó là cả mọi người đều theo cái trào lưu hip hop. Thì chỉ có duy nhất chồng em trong một đám bạn thì mặc đồ rất là bình thường. Dạ, cho nên là đối với em là cái bình thường đó là đặc biệt. Mà đặc biệt là ảnh không có thèm giờ em, cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Đối với em này là anh này chắc lạ dữ lắm nè. Ủa, bữa lúc đó em gặp vợ em, em không thấy vợ em đẹp hay sao mà em không dòm vậy? Dạ, vợ em lúc đó xinh lắm chứ, xinh nhất trong cái những người con gái em gặp luôn. Có điều là tại vì lúc đó em nhìn thấy ghê lắm, bởi vì không dám nhìn luôn, sợ nhìn mê cái không có gì để mà... Tức là em tự cảm thấy mình thấy ghê á. Dạ. Em có nhìn thấy đúng không? Dạ. Nhìn thấy đẹp quá cho nên thôi, rủi nhìn. Lén lén nhìn. Nhưng mà chính vì cái điều đó mà lại tạo nên cái sự ấn tượng trong cô này. Dạ đúng rồi. Là sau khi xin số điện thoại rồi như thế nào? Dạ lúc đó thì em giả bộ em nói là sắp tới thì có một cái buổi offline, em hy vọng là anh tới dự cho vui. Thế lúc đó là em mới nhắn tin. Thì mỗi ngày em nhắn một tin nhắn hỏi anh là anh dậy chưa, ăn chưa. Thì một tuần sau thì em thấy anh nhắn cho em cái tin là Yến à, từ đây về sau mà em có muốn gì thì cứ việc nói với anh. Trời, bắt bài luôn. Em biết rồi, lúc đó là em biết là anh này thích mình rồi. Em, cái lúc mà em thấy bạn này bạn cứ nhắn tin cho em để xin số điện thoại em vậy á, thì lúc đó em suy nghĩ gì trong đầu? Em nghĩ là chắc đang giỡn với em đây, đang chọc em chơi. Tức là thôi. Đang chơi trò Tom and Jerry đúng không? Dạ. Ồ ôi, vậy mà em không tưởng tượng đó là thiệt luôn hả? Rồi khi mà em nói cái câu là từ sau em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh, là trong đầu em nghĩ cái gì? Lúc đó là em bị mê rồi. Thì ý của em là muốn nói là nếu có thích anh thì nói thẳng ra luôn hả? Dạ không, ý em là em đã mê cô ấy rồi, bây giờ cô ấy muốn làm điều gì em sẵn sàng làm đó. Giúp hết. Dạ. Ủa lúc đó là khoảng năm nào? Lúc đó là em mới 19 tuổi. Dạ còn em 17 ạ. Ủa vậy đó hả? Dạ em học lớp 10. Ngộ quá ha, tức là em gặp anh này là em thích liền. Dạ. Mà anh này cái sắc của ảnh so với những nhóm bạn á, thì cái sắc của ảnh có hơn tất cả mọi người không? Dạ không, anh xấu. Dạ. Xấu. Mà tại sao em lại đắm đuối như vậy ta? Dạ. Thì người ta cái gu người ta là cái gu, dạ, xấu. Tại vì ảnh ăn mặc rất là bình thường. Ừ. Trắng trẻo rồi ra dáng thư sinh lắm. À tức là em thích người thư sinh lịch lãm. Dạ. Em không thích bụi bặm, không thích người là đúng hip không? Dạ. Hip hop. Dạ đúng rồi. Rồi, sau khi mà ảnh nhắn tin cho em có nghĩa là có gì em cứ nhờ ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó là coi như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Dạ. Bao lâu thì mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau câu nói là tụi em bắt đầu quen nhau. 17 tuổi. Dạ đúng rồi. Thế thì cái tình yêu học trò của tụi em nó có đẹp không? Nói chung là rất là đẹp. Tại tụi em quen 7 năm thì mới tiến hành tới cưới. Thì trong 7 năm đó thì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà đa số là vui. Và cưới nhau một cách êm đềm luôn, có sóng gió gì nữa không? Mà sao nó là có khó khăn? Có hả? Có dạ. Sao? Mà gần cưới thì cũng cãi nhau. Em lại nói thôi không cưới nữa. Dạ thì em có nói với ông ngoại em là con thấy không ổn. Ông ngoại nói thôi tao thấy mày cũng còn nhỏ quá, thì thôi khoan đi, mày mời gia đình bên qua tao nói chuyện. Dạ thì em có gọi qua cho anh này, gia đình anh này qua. Dạ thì chắc là qua với một tinh thần rất là hồ hởi. Nhưng mà khi qua thì gặp ông ngoại em đó, thôi nghe, ông cưới gì nữa nghe. Ông nội kéo như này nói là thôi từ từ đi anh. Rồi em kể tiếp nghe coi nó làm sao. Thì em chở ông nội qua để mà nói chuyện với ngoại. Ông ngoại nói là thôi hủy hôn đi. Cái ông nội mới bàng hoàng xíu và nói thôi anh cứ bình tĩnh đi, thì tụi nó đã tính tới bước này rồi, tụi nó cũng quen nhau lâu rồi, giờ hủy hôn thì tội tụi nó, để tụi nó suy nghĩ thêm. Cái thế là em chở ông nội về.
về xong rồi cái quay lại em khóc sướt mướt luôn, tại vì nghĩ là sắp có vợ rồi, giờ tự nhiên cái bị hủy hôn, buồn quá khóc. Một phần vì sắp mất vợ, một phần vì tiếc tiền nữa. Trời đất ơi, khóc không phải vì chia ly mà coi như là tiếc tiền quá. Để luôn à. Khóc quá trời luôn. Rồi sao nữa? Rồi sao cuối cùng lại có như có quỷ thiệt không hay là dạ, chỉ mới tới đó thôi vì mà em thấy anh khóc quá trời luôn, rồi ôm nhau giống như là mẹ con vậy đó. Thôi con đừng khóc nữa. Để mẹ tính lại. Dạ thì lúc em cũng khóc với mẹ em luôn. Dạ không, em đứng em nhìn thôi, thì ảnh với mẹ em ôm nhau khóc hai ha. Để với mẹ rồi. Rồi sao nữa? Thì thấy hai mẹ con khóc sướt mướt quá, cái ông ngoại cũng cũng suy nghĩ lại và cho hai đứa tiến tới hôn nhân luôn. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau được 2 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ hai bé. Trời ơi, hai bé rồi hả? Dạ. Trời ơi, thấy chưa, hai bé mà phọt như người mẫu. Trời. Ghê thiệt chứ. Chắc tập dữ lắm luôn đúng không? Tập không? Dạ không, sanh nó ra rồi trong nó cực kỳ tự động nó xuống thôi. Ủa nhưng mà con em là đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. Hả? 2 tháng hả? Dạ. Sao giỏi quá vậy? Ôi chạnh lòng quá. Thôi nghỉ, nghỉ, không có dẫn cái chương trình nữa. Đi vô mắc cỡ quá. Vô duyên này nè, em hai đứa này được bằng như người ta không em nói? Trời, tôi lớn tuổi hơn. Trời ơi. Thon gọn. Người đàn ông nào hơn 40 mà dáng đẹp với mình. Trời đất ơi. Đứa lớn bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bé lớn được 1 tuổi rưỡi ạ. Có nghĩa là 2 năm hai đứa. Dạ đúng rồi. Thì em ở riêng hay ở chung? Dạ ở chung với ba mẹ em. Sau khi lấy về chắc có lẽ là cuộc sống chắc cũng vui vẻ đúng không? Dạ có gì. Chính xác. Em thấy là em cưới ảnh là chỉ may mắn một thôi, nhưng mà được vô gia đình như gia đình chồng em là may mắn tới 10 lần. Dạ tại vì ông bà cố rồi ông bà nội giữ cháu giúp em, thế em mới sanh hai đứa liên tục như vậy. Dạ. Vậy mà sao em nói em nuôi cực quá rồi em ốm? Dạ cái đó là ban đêm thì vẫn phải đưa về ngủ với mình chăm. Anh hỏi là gì trong cái giai đoạn mà vợ em sinh con rồi chăm con á, vợ em có thoải mái không hay là có khi nào, tức là có bị stress trong, mà có bị trầm cảm sau sinh không, tại vì nhiều khi cực quá đó. Dạ cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình em, tại vì em là người sanh hai đứa đều bị hết. Sao em? Dạ thì vợ em giống như là cái tính tình nó thay đổi 180 độ trước với trước khi sinh luôn, kỳ cục lắm, kỹ tính nè, rồi nhạy cảm nè, rất là khó chịu luôn, khó chịu trong mọi điều luôn. Tức là lúc trước khi sinh là không hề như vậy? Dạ không hề, rất là vui vẻ, háo hức chào đón cháu nó ra đời luôn. Ví dụ như thế nào? Tự nhiên sinh xong cái nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn á. Cứ suốt ngày bắt em dọn dẹp hoài, đi làm về là phải dọn dẹp. Cái đó là bị hội chứng đó, chứ không phải là dặn, không phải là stress nữa. Lo cho bị một cái hội chứng kỹ. Dạ nhiều lắm. Rồi bắt em rửa bình sữa thì cứ lén nhìn hoài coi có bỏ qua dây đạn nào không, sợ dơ con nó đau bụng. Dạ. Rồi đọc trên báo á, thấy không có vaccine tiêm cho con, mà trong khi đó con 2 tháng sau mới tiêm. Vợ không có đã khóc lo lắng ngủ không được luôn. Lo xa đúng không? Xa, dạ. Con gì nữa? Rồi người thân đến thăm á, nếu mà lỡ nói gì mà động chạm nhẹ đến vợ em á, giống như là sao bé thế này, sao con không làm thế này, sao con không ủ ấm cho bé này nọ, là cái vợ em cũng buồn khóc nữa. Dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương. Còn gì nữa? Người dẻ bắt em phải tẩy trắng sạch sẽ vậy đó. Phải tẩy bằng xà bông rồi này nọ đàng hoàng, phơi khô lên, không được xài tùm lum tà la luôn. Đây là cái dạng là bị hội chứng sợ vi trùng á, tức là không có cái đó, giống như là có những người bị hội chứng sợ máu á. Dạ. Anh thấy có nhiều bà vợ là sau khi sinh xong còn có thay đổi tính, là nóng tính lên. Dạ. Vợ em có nóng tính không? Dạ có nóng tính lắm. Hai vợ chồng cũng cãi nhau, thì đợt đó là vợ em đập bể bình sữa luôn mà, văng lum la, cái em sợ quá cũng phải năn nỉ xin lỗi. Rồi cãi nhau nặng hơn xíu nữa thì đòi ẵm con đi. Rồi có lúc thì kinh khủng hơn thì đòi hai mẹ con nhảy lầu luôn. Trời ơi. Tức là cả hai bé em đều bị cái triệu chứng như vậy luôn. Mà em biết trước là mình bị, bình thường em rất là bình thường, nhưng em biết là cái thời điểm đó em sẽ như vậy đó. Em nhìn mọi thứ nó lên một cách rất là tiêu cực. Như vậy là có nghĩa bây giờ em vẫn còn đang bị? Dạ bây giờ thì nói ra thì tại vì bé mới 2 tháng rồi. Nhưng mà em bị như vậy là thường là 3 tuần cho tới khi mà ra tháng. Mà bây giờ hết rồi phải không? Dạ bây giờ hết rồi. Nhưng mà giờ thấy nụ cười tươi quá mà. Mẹ của em á có đồng cảm và có lên an ủi hay tâm sự với em không? Bé đầu thì chưa, mẹ chưa hiểu lắm. Thì lúc đó thì em với mẹ em cũng có hụt hặc. Đỉnh điểm là mẹ em đã đi lên phòng và nói là sao suốt ngày con cứ khóc lóc hoài vậy? Nó dễ thương như vậy mà con vẫn cứ khóc lóc. Thì lúc đó em vẫn tiếp tục khóc. Em chờ ông này về dỗ em. Thì nói chung là lúc đó em nhìn cái gì thì nó cũng bi quan á, bi quan.
bây giờ em nghĩ là em vẫn còn buồn cười mình nữa. Nhưng không, mà thật ra nó là tại vì á, biết mấy ông chị cũng có một cái thời điểm mà lúc đó là chị sanh xong rồi á, em biết là bắt đầu chị sợ chiến tranh nè, chị sợ bão lụt nè, chị sợ thiên tai, sợ lắm. Dạ, nhìn rồi. Đâu chị cũng sợ hết trơn á. Dạ. Tại vì mình cưng con mình quá, mình thương quá. Dạ. Cái bản năng bảo vệ của mình nó trỗi dậy á. Tại vì vậy nè, em biết không, lúc mà mình để con mình trong bụng á, mình yên tâm toàn phần bởi vì đi đâu mình cũng mang nó theo. Dạ. Và mình biết là mình đang bảo vệ được nó. Dạ, khi mình sanh nó ra rồi á, là tự nhiên mình cảm thấy nó bị tách khỏi cơ thể của mình á, là bắt đầu mình sợ. Dạ. Tụi mình sợ lắm, sợ tất cả mọi thứ luôn. Dạ, đúng. Đó, đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Dạ. Đó. Em cũng rất là mong mọi người sẽ quan tâm đến vấn đề này. Dạ đúng rồi. Còn đứa thứ hai thì sao? Dạ tới đứa thứ hai thì gia đình em rành rồi. Biết rồi. Mà chắc có lẽ là em là người chia sẻ. Dạ đúng rồi, em giải thích cho mọi người. Em với vợ là làm tư tưởng cho gia đình trước. Thì cũng cái dịp hôm đó là có một người khác bị cái trường hợp nặng lắm. Thì em mới dẫn chứng ra luôn. Cái gia đình em mới thấu hiểu và hỗ trợ tụi em trong việc chăm sóc con. Để vợ em bớt phải suy nghĩ lung tung nữa. Anh hỏi em là trong cái giai đoạn mà vợ em á, bị những như thế đó, thì em có thể chia sẻ rằng là em giúp vợ mình vượt qua là như thế nào? Em rất là thấu hiểu vợ, em đem vào phụng sinh với vợ luôn. Em thấy vợ đau đớn này nọ nên em rất thương. Vợ có cọc cằn hay là có nóng tính, có đập đồ này đi nọ em cũng không có trách nữa. Tại vì em biết đó là cái người phụ nữ mà sau khi sinh đó, người ta phải bị gò bó nhiều thứ lắm. Anh em thấu hiểu cái điều đó và thông cảm. Rồi chăm sóc vợ nhiều hơn. Không, thực ra nếu mà những bạn trẻ nào á mà chuẩn bị có em bé mà xem cái số này á, các bạn quan tâm một chút xíu nè, kể cả phụ huynh, hội chứng sau sinh là hầu như là bị hết, và cái biểu hiện cũng như là những cái hành vi lúc đó của người mẹ nó sẽ tạo cho những người xung quanh khó chịu. Dạ đúng rồi. Đó, và từ cái khó chịu đó nếu như mình không đồng cảm, mình không chia sẻ thì nó sẽ tạo một cái hố sâu ngăn cách hơn nữa, và từ từ cô lập cái người mẹ, và người mẹ sẽ đi đến việc trầm cảm nặng. Đó thì Vân thấy là mọi người nên để tâm đến những người mẹ mà sắp sửa sanh, nhất là những sanh đứa con đầu lòng. Tội nghiệp lắm. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cũng chúc mừng em có người chồng quá thấu hiểu. Dạ. Thì kế hoạch hai đứa vậy là đủ rồi. Dạ. Dồn sức lại, chung tay lại để mà chăm con, nuôi con khôn lớn nha. Và lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp, có nụ cười tươi. Và hãy nhớ cái câu này rất hay. Dù gái hay trai, chỉ hay là đủ. Dạ, bây giờ hãy cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Tấn Tài, năm nay là 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là thiết kế nội thất ạ. Bên này bán nhà, bên này thiết kế nội thất. Đâu rồi? Một đội đó, một đội. Quá dữ luôn á. Ủa bán đâu, quận mấy nào? Em bán ở quận 4 anh. Còn có khăn nổ ổn giới thiệu anh nghe. Dạ. Tụi em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng. Năm 4 tháng. Yêu nhau bao lâu? Dạ yêu nhau chừng 1-2 tháng gì á. Rồi vậy là chắc chắn là chung đội rồi em ơi. Chung đội rồi, lấy nhau rồi. Chung công ty này chắc luôn đúng không? Dạ không ạ. Vì tình yêu của cả hai em là bắt đầu từ khi nào? Dạ em biết vợ em chứ cách đây là 5 năm. Thì đó em mới bắt đầu chơi Facebook á. Thì em là người Tây Ninh. Thì em add những người nào mà Tây Ninh á. Add vô cái lúc đó có add vợ em đó. Thấy vợ em hay viết những cái tà tết á, rất là hài hước, cá tính, cho nên em cũng vô em chọc ghẹo. Lúc đó thì thấy vợ em có bồ đó, em cũng không có tấn công. À là biết vợ có bồ cũng qua Facebook luôn. Dạ, anh hay lên tường Facebook của em để mà viết những cái câu giống như là nhìn em quen lắm nha, rồi anh nhớ rồi, hình như anh học mẫu giáo chung với em. Dạ, nên là em cũng hay để ý. Nhưng mà lúc đó là có người yêu. Dạ lúc đó em có người yêu rồi ạ. Khoảng 2 năm sau đó thì em chia tay người yêu, thì em mới đăng lên mạng là tự nhiên thèm bánh kem, ước gì có người mua. Thì anh này anh mới vô, anh nói là ăn hôm thì tí anh qua anh chở đi mua ăn. Dạ thì là lúc đó là định hẹn là đi ra ngoài gặp, nhưng mà em cũng lười nên em lại cho anh này đeo tay luôn, không đi. Trời vậy đó hả? Cái cuộc hẹn đầu tiên vậy đó hả? Dạ. Rồi cái lần đầu tiên mà em bị thất hẹn vậy, em cảm giác em sao? Lúc đó cũng quê quá.
cái cũng không nói chuyện với chị nữa. À. Sau bẫn đi là khoảng 3 năm sau luôn. Trời. Là tụi em không nói chuyện với nhau nữa. Cứ chị... 3 năm nữa hả? Dạ. Là 5 năm. Dạ là 5 năm. Là đến lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời là tự nhiên hồi đó ảnh cho có chơi số điện thoại để mà em gọi anh đi ăn bánh kem đó. Lúc đó là tự nhiên ảnh tham gia Zalo thì Zalo mới báo cho em là anh này ảnh tham gia Zalo. Cái em mới về mới ghi là hú. Thì anh này ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó là hai đứa em bắt đầu nói chuyện và gặp nhau ở ngoài. Là mấy tháng trước khi cưới? Dạ khoảng 3 tháng. À, còn 5 năm. 3 tháng trước khi tụi em quyết định đám hỏi anh. Rồi hỏi xong bao lâu mới cưới? Dạ hỏi xong là nửa năm mới cưới. Có nghĩa là độ chừng là 9 tháng hả? Dạ, anh này là ảnh cưa em trong vòng 2 tháng. Mà ảnh không nói gì hết. Ảnh chỉ có là qua chở em đi ăn. Ảnh không có nắm tay, cũng coi như không có động tĩnh gì hết. Nên là em rất là thắc mắc. Nghi ngờ. Dạ, em nghi ngờ. Một khi chở mình là chỉ bước bình phong thôi. Dạ. Đúng không? Rồi sao nữa? Dạ, để chồng em. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Em có hiền thiệt không hay là em giả bộ hiền để mà lấy được? Kinh nghiệm của em là hấp tấp quá học. Cho nên là em... Đúng tốc bức. Dạ đúng rồi, mình phải dùng chiêu cần từ. Như không cần dạ sức bình tĩnh đúng không, để nó đè nén lại. Dạ lúc đó em thương vợ em như tình yêu rồi, hào quang rồi, cho nên là em dẫn vợ em đi một cách chân thành nhất chứ không có là bậy bạ gì hết á. Rồi xong sao rồi em nghi ngờ vậy? Dạ thì không? Em nghi ngờ. Rồi sao? Dạ thì đi với nhau 2 tháng trời, ảnh cứ dắt em đi ăn hết quán này quán nọ. Như là ảnh cho em ăn, lúc đó em còn nghĩ là tại sao anh này có nhiều tiền như vậy, cho em ăn nhiều như vậy. Mà không, lại không nói gì với em hết. Thì sau này em mới phát hiện ra là tại vì lúc mà ảnh tỏ tình với em là tại vì anh hết tiền rồi. Giờ mà không trở tình nữa thì không biết làm sao mà tỏ tình. Không kiếm đâu tiền. Thế là cái tiền đã ở heo là sao hết rồi. Dạ. Trời ơi. Nghĩa là cái ngày quyết định tỏ tình là bởi vì mình hết tiền hả? Dạ đúng rồi. Tỏ cho rồi đi chứ đã dắt đi hết luôn. Tiền rồi. Vậy là cái tiền mà hồi thời gian tán tỉnh là do tiền tiết kiệm hả? Hay dạ sao? Đúng là tiền để dành của em. Trời ơi. Dạ. Dạ. Còn... tầm 3 triệu rồi chị. Ủa 3 triệu mà ăn bao lâu? Dạ ăn trong 2 tháng ạ. Trời ơi 3 triệu 2 tháng. Dạ. Chở nhau đi ăn bánh tráng trộn. Thì em đâu có ăn sang đâu chị. Trời ơi. Tại vì em thương nên là em không có ăn những cái nơi mà em mắc tiền. Dạ. Chỉ đi ăn lề đường thôi. Rồi cái gì em là tôi thử là tôi dẫn vô bạc hay giáp ra là bạc sinh ăn liền luôn à. Tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Sao tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Chương trình vợ chồng son mà sao kỳ vậy? Lộn hả? Lộn chương trình. Rồi trời à. Nói chứ để chị hỏi này nè. Rồi xong rồi sao rồi? Có thử không? Có thử coi ông này ông có... Dạ không chị, lúc đó thì về thì đi dọc đường coi như được tỏ tình là em mãn nguyện rồi. Sao đó chị đừng hỏi sao đó. Dạ. Bây giờ là đó, ổng cứ như vậy thì mình có sống thử với nhau để biết ổng chắc chắn là đàn ông không? Dạ không chị, lúc đó thì không có sống thử. À, tụi em quen nhau được khoảng 2 tháng đó thì em giới thiệu về, giới thiệu cho ba mẹ em. Thì ba mẹ em thì cũng thấy anh này hiền. Thì nhưng mà mẹ em chỉ có nói là sao thằng này giàu quá vậy. Và sau là đám hỏi em đúng không? Dạ. Thì anh dắt em, dắt anh về trước, xong rồi anh mới dắt em về nhà ảnh. Thì ba mẹ cũng, ba mẹ chồng em thì cũng thương. Tại vì em trên đây là em ở trọ. Nên là ba mẹ cũng thương, ba mẹ cũng nói là hay về ở đây luôn đi. Nhưng mà ba mẹ em thì không cho, tại vì con gái chưa cưới hỏi nên là không có cho về ở. Mà ba mẹ chồng em thì xin địa chỉ nhà em và lên nhà em chơi. Tối ba em điện xuống thì tháng 11 là đám hỏi nha. Là tức là 1 tháng rưỡi sau. Em rất là hoảng hốt, tụi em không biết gì sao hết. Dạ. Nhưng mà cái thời gian đó là tụi em là vẫn là thuê nhà ở hai nhà. Dạ không, anh là ở nhà. Anh ở nhà. Mà đám hỏi xong rồi có về nhà bên dạ, đây đúng ở rồi, không? Có dạ. Là lúc đó là mới sống thử đó dạ, đúng không? Dạ đúng rồi dạ. Rồi sống thử thì vui không? Thử à. Dạ. Mừng vui không? Vui không? Dạ vui. Vui. Được không? Được không? Dạ được. Được mới cưới đúng không? Dạ. Ở, nhưng mà lúc đó thì có phát hiện ra tật xấu gì qua đâu? Lúc mà quen nhau thì ảnh rất là vui. Ảnh không có bộc lộ gì hết, nhưng mà khi về sống thử thì mới phát hiện anh rất là nóng tính. Anh nóng tính vô cùng luôn. Ở nhà mà ai cần ai mà làm trái ảnh thì anh sẽ la lên. La lớn lên, la lớn tiếng lên. Anh la lên thì em giận. Sau này thì em trị anh bằng cách là mỗi lần mà anh la thì em sẽ la lớn hơn. Dạ. Anh la một thì em la hai. Mà anh la cái gì? Hãy ví dụ như có ai mà cứ nói hoài á thì anh sẽ la lớn lên để cho người ta không nói nữa. Nhưng mà em thì em không thích như vậy. Cái gì thì mình nói nhỏ nhẹ với nhau. Rồi mỗi lần mà gây lộn với nhau anh tức giận là anh có đập đồ hay là anh có bỏ nhà đi hay là bỏ ra ngoài nữa không?
Dạ không ạ, bỏ ra ngoài thì sau này. Dạ. Không, có nghĩa là lúc em giận vợ thì em sẽ làm cái gì? Thật ra là em la là do là em không ưng vợ em, như là vợ không dọn dẹp nè. Thì em im, mà mặt em khó chịu lắm. Vợ em là cự lên em liền. Rồi giận hơn vợ thì sao? Em giận vợ em, cái em chạy xuống dưới lầu em ngủ. Bỏ ra ngủ riêng ở dưới lầu? Dạ. Dạ, mỗi lần anh giận thì em rất là ghét cái tính là đi ngủ riêng như vậy. Thì em nói cái gì giận nhau cũng phải ngủ chung với nhau. Thì ảnh lại đi ngủ riêng thì là cả nước biết đó đúng không? Dạ, tại vì tính em thì xuống dưới ngủ thì mẹ ngủ ở dưới nên là kêu thì em ngại mẹ, sợ mẹ biết rồi mẹ lại hỏi thăm hai đứa tại sao lại cãi nhau. Thì em mới xuống gõ cửa phòng không được thì em đi lên thì em nhắn tin, điện thoại cũng không nghe. Thì nhiều lần như vậy thì em cũng rất là bực. Mới đây thôi thì em cũng quyết trị chồng em bằng được. Cách nào? Dạ, em điện thoại cho em không lên thì sáng hôm sau em ngủ dậy rồi em cuốn gói đi vào nhà bạn em. Vậy đó, dạ. Có đi kiếm không? Thì chiều em điện thoại về cho mẹ chồng, em bảo là em đi về quê. Chồng em biết là nên là kêu thôi về đi rồi chồng em chở ra bến xe nha. Em không về, em nhắn tin là tôi bỏ nhà tôi đi, tôi không có về quê đâu, đừng có kiếm tôi. Dạ, thì ảnh ở nhà ảnh cũng giận, nhưng mà em về thì chồng em là điện thoại mét ba em. Mét ba sao? Em kêu là vợ em chắc không về, em biết tính vợ em mà là lì hơn em nữa, nên là chắc không về đâu. Giờ chỉ có là kêu ba là khuyên chỉ về. Để em sợ lo là có gì đó. Vô tình thì cái Zalo của vợ em ở trên máy tính nó còn nhà, rồi có chat với ba em là đang ở nhà bạn, cho nên là em biết vợ em ở đâu rồi. Cho nên cái lúc đó em cũng im luôn. Coi chị sao đó, chị cương được bao lâu đúng không? Ừ. Có nghĩa là chồng em á là nóng tính. Dạ. Còn cái tật gì xấu nữa không? Ổng thì rất là thích ăn hàng. Ra đường thì ảnh không nhìn gái mà chỉ nhìn người ta bán cái gì vậy em vậy. Dạ, cứ là ăn bán gì vậy, người ta bán cái gì kìa. Em thì ra đường thì nhiều khi em nhìn gái em nói ê chị đó đẹp quá, anh mặc váy đẹp hay gì đó. Chồng em đâu không thấy gì hết, chỉ thấy đồ ăn thôi. Anh đứng trước trường em, anh đợi em có 15 phút thôi mà anh ăn hả gần cả 100.000 tiền quà giặt. Nào em ra là cái lồng xe mắt á, là nào là nước cam, rồi sữa, bánh tráng trộn, xôi chiên đầy trong lồng xe hết. Dạ. Coi như tật ăn hàng thôi, cái đó dễ thương mà thôi, không phải tật đâu. Anh ăn hàng thôi. Coi như là chỉ có nóng tính là xấu thôi. Còn vợ em sao? Vợ em thì có tính là hay chặn đầu em. Em chưa nói hết câu nữa là vợ em nghĩ xấu em rồi. Là cái tính đó là cái bằng tính xấu đó hả? Tính chặn đầu đó. Dạ, nhiều trường hợp mà em không nhớ rõ. Vậy hả? Dạ. Là không còn một cái xấu gì nữa đó phải không? Chị hay bày ra không dọn rồi. Bừa bộn. Với con cái nữa là vợ em kêu phải trả tiền mới chịu làm, như kêu quét nhà phải trả 100.000 móc tiền ra trả liền. Kêu lấy nước 50, đóng lưng 50. Giờ chị bắt trước nè. Dạ. Như là kiếm tiền tại nhà đó. Dạ đúng rồi. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Vậy có mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ không, tại vì chồng em thì em thấy là khi mà mới về thì ảnh nóng tính thôi, nhưng mà bây giờ thì ảnh rất là ảnh hết rồi. Ảnh không còn nóng tính nữa. Giờ ảnh thì em thấy ảnh rất là thương vợ, ảnh rất là cuồng vợ. Cuồng vợ. Ảnh rất là cuồng vợ. Chỉ cần ai mà đụng tới vợ ảnh là ảnh sẽ không có thích. Ảnh lóc hết Facebook. Nên đây em chỉ mong chồng em hứa với em một câu. Hứa gì nè? Là có thể yêu em đến suốt cuộc đời thôi. Trời ơi. Cái đó để sau đây ông hứa nha. Còn vợ ông chồng muốn mà vợ thay đổi gì nè? Vợ em hả? Cũng quá tuyệt vời em rồi. Nhưng mà vợ em cũng hay nhắc em là tại sao chưa cầu hôn vợ mà giờ cưới rồi. Giờ không chịu đâu. Giờ chắc em phải cầu hôn vợ em. Trời ơi, trời ơi. Đó, giờ cái nguyên cái chỗ này là của hai người đó. Hai người muốn làm gì đó làm đi. Muốn cầu hôn hay là muốn hứa hẹn gì hứa đi. Đó, tôi quay mặt đi nè. Phải chi mà nói cho tôi biết trước là tôi mang theo cây kèn cho tôi hỏi. Đó, nhưng mà có nhỏ đâu mà cầu hôn. Đứng lên đi đó, cầu hôn rồi hứa gì hứa đi. Tôi không có thấy gì hết. Không có nhìn nè, không có nhìn gì hết. Để nào phát chương trình này tôi coi lại. Nhẫn thì anh trao rồi. Tại vì em đòi đeo. Anh đã cưới em được 1 năm 4 tháng rồi. Thì anh muốn nói với em là hãy là luôn là người vợ tuyệt vời nhất của anh nhé. Dạ. Dạ. Dạ anh sao đó, nãy người ta mong muốn mình nói câu gì đó. Dạ anh sẽ yêu em suốt đời. Đó. Chị chưa? Chị chưa ôm hôn rồi, trời ơi. Xin chúc cho hai em
hạnh phúc và nắm tay nhau đi mãi mãi đến suốt cuộc đời. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một em bé, và không những một mà thậm chí là sinh đôi cũng được. Hai em bé ra đời trong trong một ngày đẹp trời, và sẽ đẹp trai đẹp gái, kháu khỉnh và mạnh khỏe như cha mẹ của chúng nó. Thì chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mai em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi, làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh Quốc Tuấn. Mình con là em. À, em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah, đẹp. Đẹp luôn không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á, là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu, nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa anh nhìn thôi, cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fallen in love, her. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chân chó rồi. I'm curious about her and I want to get to know her more, but I felt
yeah, instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you are like farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa. Anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi. Bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái... tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới chính thức tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô, đây năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12. Tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó.
Em có hiểu vợ em nói no, không? What's that? You know you speak too much? Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah, yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits. Chip siêu. Chip siêu. Siêu phải không? Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám. Tám tháng. Tám tháng. Dũng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia happy or stay when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Anh thể hiện như thế nào, anh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, rồi. Tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tự coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi. Gia đình con làm hụi đó rồi, ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông đó, Như. Rồi anh hỏi Chót, anh hỏi Dũng nha. Thế cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When? First kiss. When I first moved over, yeah. Like. Khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, yeah. Chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Yeah. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Phong tục đó. Nó phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Dạ. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng. Mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên ảnh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có.
Tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong mà mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được không? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói biết bài nào. Tình yêu. Từng yêu. Từng yêu là từng yêu. Của ai quên à? Phan Như Anh. Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là. Dạ hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát nghe nè. Ổng đành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa. Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cù bắp. Ồ, cù bắp em. Em cù bắp. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc? Kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi, Dũng nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something. But don't not really bad. Not really bad. What? Cái gì không nhớ hả? No, okay. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD á cô. Hiểu không? Dạ. Understand. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc nhưng mà làm hai người coi kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này ông cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say không? Like, you just be cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo mà. Rồi, còn đợt xấu gì nữa không nè? Đợt xấu gì nghĩa ta? Nghĩa cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích, giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự.
cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói vậy, nhiều hả? Em tức giận, quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thì, just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua. mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Như lắm. 1 hour. Mua quần áo nhiều lắm. Mua 1 hour nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận. Giận. Thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try be nice, or yeah, I try talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Đâu, cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. I just smile at you. No, what like do you do, you like you. Hey. You do something like that. No. Đâu, sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang thay đổi nhanh. Sang nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi gốc là rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hãy nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa à? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game hết. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like bd không bd not bd. Rồi trời ơi, là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much.